Mời bà con và quý khán giả cùng Tuấn Anh và Thư Kiều cập nhật thông tin nông nghiệp hôm nay. 365 ngày chuyển động được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Mời bà con và quý khán giả điểm qua thông tin hôm nay. Nông dân Tiền Giang bán chạy heo để né dịch tả châu Phi. Trong lúc này có tin đồn heo phía Bắc đã tuôn vào tỉnh Bạc Liêu. Cây hoa hồng Dương Mình khoe sắc ở Lạc Dương. Làng nghề nấm Đức Trọng đăng ký nhãn hiệu dùng. Đà Lạt sản xuất khoai tây gắn với thị trường tiêu thụ, chủ động đầu ra cho nông sản. Thưa bà con và quý khán giả, trước nguy cơ lây lan dịch bệnh tả heo châu Phi tại 13 tỉnh thành ở phía Bắc, nhiều hộ chăn nuôi ở phía Nam đang rất lo lắng. Dư luận hiện nay đang xôn xao khi có thông tin đồn đại rằng ở Bạc Liêu có dịch tả heo châu Phi, nhiễm bệnh là do những con heo phía Bắc tuồn vào không kiểm duyệt chặt. Ngay sau thông tin này, thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu khẳng định tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn không có chuyện heo mắc bệnh dịch tả châu Phi. Thông tin không có cơ sở, thiếu chính xác, gây dư luận không tốt, nhất là đối với hộ chăn nuôi và mua bán tiêu thụ thịt heo. Cũng theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu, như thông tin có được từ ngành chức năng, việc heo phía Bắc đưa vào tiêu thụ trong Nam là có, nhưng lượng heo nhập tỉnh đều được kiểm tra, mua bán qua lại là ở các tỉnh lân cận trong khu vực. Dù vậy, ngành tiếp tục đề cao công tác kiểm soát khâu vận chuyển, nhập gia súc, gia cầm trên địa bàn, tăng cường kiểm soát tại các cửa ngõ, vùng giáp ranh, khu vực có tổng đàn heo nuôi tập trung lớn. Tuy đến thời điểm này, trên địa bàn chưa phát hiện dịch tả heo châu Phi, nhưng địa phương đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch. Một thông tin đáng quan tâm khác là tỉnh Tiền Giang, một trong những tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bà con đã bán chạy đàn heo dẫn đến giá cả sụt giảm mạnh. Bà con có tâm lý lo lắng bởi vì giá heo hơi mấy ngày nay đã giảm 500.000 đồng một tạ so với tuần trước và giảm khoảng 1 triệu đồng so với thời điểm sau Tết cổ truyền. Cụ thể giá heo loại 1 ở mức từ 4 triệu 6 đến 4 triệu 7 một tạ. Đáng nói là nhiều trường hợp heo chưa đến tuổi xuất chuồng cũng bị bán tháo để phòng ngừa dịch tả heo châu Phi. Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang cũng đã có kế hoạch ứng phó dịch tả và được triển khai đến cơ sở để bảo vệ gần 600.000 con heo của tỉnh. Ngành thú y và chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi tích cực phòng bệnh, không nên bán chạy đàn heo khi mắc bệnh, đồng thời nhân rộng các mô hình nuôi heo an toàn sinh học, nuôi heo sạch. Ở thời điểm này, tổ hợp tác chăn nuôi heo sạch, nuôi theo việt gáp đã quy động được các trang trại trên toàn xã. Tổ hợp tác nuôi khép kín có xử lý hệ thống nước, phân riêng, sau đó thì ép phân khô thành phẩm. Hiện nay, công tác dập dịch tại các địa phương đang rất rốt ráo. Chi cục thú y tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng một sáng kiến rắc rơm ra mặt đường rồi tưới hóa chất và rắc vôi bột ở lên trên như hình ảnh này đi, quý vị đang thấy, giúp cho tăng hiệu quả phòng dịch. Thư Kiều nè, Thư Kiều có bao giờ nghe đến hoa 10 giờ mà không bao giờ ngủ chưa? Ồ, bộ hoa cũng ngủ được hả anh Tuấn Anh? À, thật ra thì hoa 10 giờ thì chúng ta đều biết đó, nó thường nở vào buổi trưa và buổi chiều tối thì nó khép lại không nở, cho nên tôi ví nó như là nó ngủ vậy đó mà. À, nhưng mà thật ra có một giống hoa 10 giờ có thể nở cả ngày lẫn đêm luôn với nhiều màu sắc rất là rực rỡ, đẹp mắt. Và thời gian gần đây, một số nông dân ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã sưu tầm được cái giống hoa này và gây sự chú ý với khách hàng. Bây giờ tôi mời Thư Kiều và bà con chúng ta hãy cùng tìm hiểu giống hoa độc lạ này để xem bà con đã làm giàu từ hoa 10 giờ không ngủ như thế nào. Bà Nguyễn Thị Bé, ngụ khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện trong vườn nhà bà đang trồng khoảng 5.000 giỏ hoa, gồm 10 giờ Thái và 10 giờ Mỹ. Theo bà Bé, nếu như những giống hoa 10 giờ thông thường cây chỉ nở vào mỗi buổi trưa, thì ưu điểm của giống hoa 10 giờ Thái, hoa nở suốt cả ngày. Cây có đến 10 màu, trông rất bắt mắt. Cây trồng khoảng hơn 1 tháng là có thể bán. Hiện giống hoa 10 giờ này được nhiều khách hàng ưa chuộng, thường lái đến tận vườn thu mua với giá bán sỉ từ 4.000 đến 6.000 đồng một chậu. Với thời gian trồng ngắn khoảng 1 tháng là có thể bán, nên hoa 10 giờ hiện đang được nông dân trồng bán quanh năm, mang lại nguồn thu nhập khá. Phóng viên Minh Trang và Đỗ Toàn của bản tin 365 ngày chuyển động vừa cung cấp thông tin cho chúng tôi là hoa hồng đang được nông dân tỉnh Lâm Đồng mở rộng xuống Lạc Dương, đang khoe sắc và giúp bà con tăng thêm thu nhập. Vâng, thưa bà con, tôi nói rõ thêm là trước đây, thủ phủ hoa hồng ở Lâm Đồng thuộc về thành phố Đà Lạt, thì khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều người còn biết đến Lạc Dương nhờ hoa hồng.
Quả hồng ở Lạc Dương được trồng nhiều nhất ở thị trấn Lạc Dương và gần đây nhiều hộ dân ở xã Đạ Nhiêm, Đạ Sa cũng đang bắt đầu trồng và mở rộng diện tích. Theo nhận định của một số vựa hoa hồng lớn tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, thì đến nay diện tích và sản lượng hoa hồng ở Lạc Dương chiếm đến 70% diện tích hoa hồng trong toàn tỉnh. Sở dĩ diện tích hoa hồng có xu hướng dịch chuyển về huyện Lạc Dương là do vùng này diện tích đất canh tác còn nhiều và khí hậu khá thích hợp với loại cây này, nên nông dân đã và đang đầu tư trồng nhiều hơn. Ngoài ra, hoa hồng cũng là loại hoa cho thu nhập ổn định, ít rủi ro hơn các loại hoa khác. Trung bình mỗi hộ có từ 3 cho đến 5 sào, tính ra mỗi tháng tích lũy được từ 30 cho đến 50 triệu đồng. Theo thống kê, hiện nay toàn thị trấn Lạc Dương có khoảng 200 hộ canh tác hoa hồng công nghệ cao với diện tích trên 100 hectare. Huyện Lâm Hà đang cho thấy rõ nét sự chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương khi nhiều doanh nghiệp đã chung tay liên kết với chính quyền, nhà khoa học, nông dân để phát triển. Hiện nay, huyện có 18 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với vốn hoạt động trên 4.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 3.000 hectare. Trong đó có đến 10 đơn vị chuyên sản xuất cung cấp giống cây trồng, thực hiện liên kết, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân xây dựng mô hình sản xuất chè ô long chất lượng cao, chuối La Ba, rau qua công nghệ cao, dâu tây, chanh dây. Tham gia liên kết những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của các hộ trên huyện Lâm Hà, các doanh nghiệp sẽ hỗ trợ về giống, công nghệ mới, cùng với đó là sự đồng hành của các cấp các ngành, tạo điều kiện cho bà con làm ăn có hiệu quả. Bà con hãy cùng chúng tôi đến một xã vùng sâu của Tây Nguyên để xem đông trùng hạ thảo được nuôi cấy thành công và trở thành sản phẩm hàng hóa mang lại tiền tỷ cho bước đầu khởi nghiệp của đôi vợ chồng trẻ ở đây như thế nào. Thoạt nghe thì tưởng chừng loại dược liệu quý hiếm này mọc tự nhiên ở trên cao nguyên Đắk Nông ngút ngàn. Nhưng mà không, thưa quý vị, đông trùng hạ thảo ở đây được nuôi cấy, được sinh trưởng ở trong phòng lạnh, được tạo mọi điều kiện tối ưu để mà chúng có dưỡng chất nhiều nhất. Một sở thị mới thấy được hết giá trị của đông trùng hạ thảo mang lại, và đặc biệt là kỹ thuật sản xuất của đôi vợ chồng này ra sao. Mời bà con cùng xem thông tin cụ thể ạ. Vợ chồng chị Vương Thị Thu Thảo ở huyện Tuy Đắk, Đắk Nông có căn nhà chỉ vài chục mét vuông nhưng có số hàng hóa là đông trùng hạ thảo trị giá nhiều tỷ đồng. Nuôi cấy đông trùng hạ thảo đòi hỏi kỹ thuật khắt khe và cả bí quyết điều chỉnh về ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và yêu cầu vệ sinh kháng khuẩn để có tỷ lệ thành công cao. Sau khi nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, khoảng hơn 70 ngày sau, đông trùng hạ thảo đạt độ chín có thể khai thác, chế biến thành các sản phẩm khác nhau. Hơn một năm qua, doanh nghiệp chuyên về đông trùng hạ thảo này đã sản xuất được hơn 4 lứa sản phẩm, mỗi lứa khoảng 4.000 lọ sinh khối nấm. Mỗi lọ sinh khối 100 gram được bán với giá 700.000 đồng, nếu như sấy khô thì có giá 120 triệu đồng một ký. Ngoài ra, thị trường còn có thêm sản phẩm mật ong ngâm đông trùng hạ thảo và rượu đông trùng hạ thảo, giá từ 1 triệu cho đến vài chục triệu đồng. Bình quân mỗi tháng doanh nghiệp này có doanh thu từ hơn 500 triệu đồng, có tháng tới 1 tỷ đồng. Đông trùng hạ thảo là một loại nấm, còn được gọi là nấm thuốc Cordyceps, được phát hiện từ xa xưa trên những vùng núi cao băng giá của châu Á như Tây Tạng, Nepal. Vào mùa đông thì bào tử nấm này lây nhiễm vào ấu trùng của sâu bướm nên gọi là đông trùng, rồi sinh trưởng bằng cách hấp thụ chất dinh dưỡng từ cơ thể vật chủ ấu trùng. Sau đó, nó đợi đến mùa hạ mọc ra quả thể nấm ở trên xác vật chủ ở dạng cây nấm, cho nên được gọi là hạ thảo. Vâng, và đông trùng hạ thảo đang là sản phẩm quý và dinh dưỡng thu tiền tỷ để nông dân khởi nghiệp, nhưng đòi hỏi phải học tay nghề trước khi bắt tay để tránh thất bại. Cũng là nấm nhưng mà không phải là nấm đông trùng hạ thảo. Trong tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển, mời bà con và quý khán giả cùng chia vui với người trồng nấm ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Kính thưa bà con và quý khán giả, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức công bố và tiến hành thẩm định nội dung đơn của Hợp tác xã sản xuất nấm an toàn Đức Trọng về việc đăng ký nhãn hiệu dùng nấm Đức Trọng. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý về việc đề xuất xác nhận bản đồ nhãn hiệu tập thể nấm Đức Trọng và yêu cầu địa phương sớm hoàn tất thủ tục để đăng ký nhãn hiệu, đồng thời quản lý và sử dụng nhãn hiệu đúng quy định, phát huy hiệu quả giúp cho nông dân tăng thêm thu nhập, hướng đến sản xuất chất lượng phục vụ người tiêu dùng. Nghề trồng nấm tại tổ dân phố 5, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng được hình thành từ những năm 1990 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công nhận là làng nghề vào năm 2016. Hiện nay, làng nghề này có 44 hộ trồng nấm với 220 trang trại, chủ yếu là nấm mèo được đầu tư bài bản. Kỹ thuật nuôi trồng tốt, khí hậu phù hợp nên sản phẩm nấm của làng nghề có chất lượng cao.
có uy tín trên thị trường, nhãn hiệu dùng chính thức ra đời sẽ là cơ hội để người dân làng nghề nói chung và thành viên hợp tác xã nói riêng thúc đẩy sản xuất kinh doanh nấm theo tiêu chuẩn an toàn việt gáp, mở rộng thị trường và nâng cao uy tín sản phẩm. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, khoai tây được sử dụng cho hai mục đích chính là ăn tươi và chế biến. Trong đó, chế biến khoai tây là ngành công nghiệp quan trọng, mỗi năm sử dụng khoảng 10% sản lượng khoai tây thế giới. Ở Việt Nam thì khoai tây vốn được sử dụng như một loại rau cao cấp, chủ yếu ăn củ và chế biến chiên lát. Lâm Đồng là nơi sản xuất khoai tây cung cấp cho cả nước, vì vậy mà nhu cầu khoai tây nguyên liệu rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu trên thì Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa Đà Lạt đã xây dựng mô hình sản xuất khoai tây năng suất chất lượng cao, liên kết với nhà máy chế biến tiêu thụ sản phẩm tại vùng Tây Nguyên và đồng bằng sông Hồng. Bước đầu đã đem lại hiệu quả và giá trị kinh tế cho người dân. Phóng viên 365 ngày chuyển động có ghi nhận hiệu quả mang lại. Các nông dân tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt là một trong 150 nông hộ được hỗ trợ tham gia mô hình trong tổng quy mô 30 hectare. Các nông hộ này được tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc, thu hoạch, bảo quản khoai tây theo quy trình của Bộ Nông nghiệp đề ra. Theo đó, sử dụng giống xác nhận vùng gốc rõ ràng, công đoạn chọn đất, làm đất được tiến hành kỹ lưỡng nhằm hạn chế một số loại nấm vi khuẩn hại. Áp dụng biện pháp bón phân cân đối, tăng cường lượng phân hữu cơ, tăng cường bón phân kali, bổ sung đầy đủ các yếu tố trung vi lượng. Trong quá trình hoạt động của dự án, ưu tiên áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về cơ giới hóa. Nhờ vậy, năng suất khoai tây trong mô hình đạt khoảng 20 tấn một hectare. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chí cho chế biến công nghiệp và ăn tươi. Trung tâm Rau và Hoa thì cũng có hỗ trợ một số cây giống và phân cho người nông dân. Việc gáp làm về cái hữu cơ sạch thì nó thẳng ra làm là nó đạt yêu cầu hơn. Sản lượng là so ra nó vẫn đạt. Cái việc tập huấn cho người nông dân về sản xuất cái khoai tây thương phẩm nó đem lại cái hiệu quả tốt vì cái quản lý cái dịch hại tổng hợp và đồng thời là sản xuất theo cái hướng sạch, không có sử dụng những cái chế phẩm, hạn chế sử dụng những cái chế phẩm hóa học mà sử dụng những chế phẩm vi sinh là chủ yếu, thì cho thấy là cái khoai tây nó ra thị trường là cái chất lượng của nó tốt hơn. Thì những cái mô hình nhỏ này nó sẽ có cái tác động là nó nhân rộng để cho nông dân áp dụng theo cái quy trình sản xuất khoai tây. Với giá bán trung bình 10.000 đồng một ký, doanh số đạt khoảng 200 triệu đồng một hecta đã đem lại lãi ròng khoảng 100 triệu đồng một hecta và cao hơn nhiều so với một số đối tượng cây trồng khác sản xuất cùng thời điểm. Người sản xuất khoai tây của dự án sản xuất khoai tây năng suất chất lượng cao liên kết với nhà máy chế biến tiêu thụ có thu nhập tăng trên 20% so với sản xuất ngoài mô hình. Mô hình này góp phần hình thành chuỗi liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, tạo thành vùng sản xuất tập trung. Cái mô hình mà tạo ra một chuỗi liên kết giữa người sản xuất tới đến tận nhà máy chế biến thì nó tạo ra một cái thu nhập ổn định cho nông dân cũng như là tạo ra cái nguồn nguyên liệu ổn định đang rất thiếu hụt của các nhà máy sản xuất chế biến tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng là trong thời gian sắp tới thì dự án sẽ tiếp tục là được sự ủng hộ của bà con nông dân, được sự quan tâm của các cơ quan quản lý cũng như là chính quyền địa phương. Và với một mong muốn là tạo ra một chuỗi liên kết ổn định từ người sản xuất đến nhà máy chế biến và tạo ra một cái công ăn việc làm cũng như là thu nhập cao cho bà con nông dân. Khoai tây là một loại cây trồng đặc sản của Lâm Đồng, đang được các ngành chức năng và người dân tìm các giải pháp canh tác hiệu quả nhằm khẳng định vị thế và hạn chế tối đa tình trạng giả danh thương hiệu khoai tây Đà Lạt Lâm Đồng. Việc hỗ trợ nông dân sản xuất khoai tây gắn với thị trường tiêu thụ đã góp phần thúc đẩy ngành hàng sản xuất khoai tây bền vững tại Lâm Đồng. Trên cơ sở, người sản xuất có thể sẽ tiếp cận được một số tiến bộ khoa học mới trong sản xuất, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, hạn chế sâu bệnh hại và hình thành được chuỗi liên kết với doanh nghiệp nhằm gia tăng giá trị sản xuất khoai tây. Cảm ơn bà con đã đón xem 365 ngày chuyển động. Hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.